kia đến như thế, tại sao lại có mấy cái chấm đánh số để đánh chữ? À, trong cái bài mẫu có thấy các cái chấm và số của chữ. À, cái đấy là để dẫn hướng thôi mà, dẫn hướng cho các bạn để biết là vẽ từ điểm nào đến điểm nào. À, giúp tạo ra cái đường path đấy. Cái path. Đúng rồi, à. Cái path đó để dẫn hướng cho những người mà người ta tiếp mới bắt đầu làm quen. Đấy thì nó gần như là cái dẫn hướng cho người ta biết là nên bấm vào điểm nào, bấm vào điểm nào để tạo các điểm neo. Vâng, mới bắt đầu làm cái path thì khó. Sửa mất thời gian. Đấy, quen rồi thì chả cần cái đấy. Đấy là cho một vài người mà cái mới vừa làm quen hoặc là cái họ khó tiếp thu ấy, thì họ có thể có dẫn hướng đấy. Còn người nào quen rồi thì chả cần cái đấy, tắt luôn cái này và đấy là xong. Thế ra thì đến mà sửa pháp trong bình thường là mình thích sửa sửa và các cái tuyển chọn sửa sửa, sau đó mình sẽ sửa từng cái một số chỗ các pixel. Nó cái nào nó có điểm mạnh điểm yếu của nó cả. Thế nhưng mà riêng cái path ấy thì nó sẽ là thằng chính xác nhất trong mọi thứ. Đấy, tại vì là mình chủ động dích ra một tí, thu vào một tí. Đấy, chứ còn cái thằng các thằng mà chọn theo cái kiểu giá trị màu ấy, nó vẫn sẽ dai, nó vẫn bị bavier, không được như mình mong muốn đâu. Muốn cho nó mượt, muốn cho nó sắc, muốn cho nó sạch sẽ thì theo bác là thằng duy nhất có thể đáp ứng được yêu cầu đấy theo đúng cái ý muốn của mình. Tức là bác là nó có tính chủ động. Chứ còn cái công cụ Machine One hoặc là Quick Selection thì nó vẫn bị một cái vấn đề là nó là dính theo cái thực trạng của cái tài liệu. Nó có cái gì thì nó sẽ chọn theo giá trị đó. Nhiều khi mình can thiệp cũng không giống hoàn toàn ý mình. Bây giờ chúng ta sẽ trao đổi tiếp về một cái kỹ năng gọi là kỹ năng che giấu một phần hình ảnh. Ở đây nhớ là che giấu chứ không phải xóa nhé. Đó. Bây giờ tôi quay trở lại cái bài rất là quen thuộc, đó là bài tạo ra cái cầu vồng. Đó. Một cái cầu vồng thì chúng ta tạo ra thì lúc đầu tiên thì nó sẽ tròn. Và khi đặt vào vị trí nào đó thì chúng ta phải có một cái thao tác là cắt cái chân cầu vồng đi cho nó phù hợp với lại cái địa hình địa thế ở cái chỗ mà chúng ta muốn đặt. Tuy nhiên là cái thao tác cắt ấy thì nó có một cái nhược điểm là thế này. Nó chỉ phù hợp với một điểm cụ thể nào đó khi chúng ta đặt thôi. Nếu như qua cái quá trình mà ngắm nghía một hồi mà chúng ta lại thấy rằng là cái chỗ này không phù hợp lắm, cần phải dịch cái cầu vồng sang chỗ khác thì nó không đặt được nữa rồi. Tại vì cái chân nó đã bị cắt theo địa thế. Ví dụ đây, chúng ta quay trở lại làm rất nhanh cái bài này. Tạo ra layer mới này. Chọn công cụ tô này. Đó, sau đó chọn kiểu tô này. Chọn kiểu màu này. Đó, sau đó thì chúng ta dồn hết tất cả các màu này vào. Rồi đặt các cái độ trong đục này. Ví dụ đấy, sau đó thì tôi sẽ tạo ra cầu vồng. Các bạn sẽ thấy rằng là khi cầu vồng, nếu tôi đặt vào đây thì tôi sẽ phải cắt từ đây. Đó. Nếu tôi đặt vào đây thì vết cắt nó khác. Đó. Tôi đặt lùi ra đây thì vết cắt nó khác. Mỗi vị trí nó sẽ có cái cách cắt khác nhau. Và do đó một khi mà tôi không ưng và tôi chuyển cái vị trí từ chỗ nọ sang chỗ kia là nó sẽ không phù hợp nữa rồi. Và buộc lòng là chúng ta phải làm lại.
Tuy nhiên thay vì việc là cắt thì bây giờ chúng ta sẽ làm theo những cái phương pháp khác, có nghĩa là chúng ta giấu nó vào trong tức là chúng ta che giấu một cái phần mà chúng ta không muốn cho nó hiển thị đi. Đó. Thì che giấu thực ra thì nó có những cách che giấu nào? Ở trong Photoshop thì chúng ta có 3 cách che giấu. Một là dán cái đối tượng đó vào trong một cái vùng chọn đang có. Hai là chúng ta tạo mặt nạ và chúng ta che chắn một phần, những cái phần mà chúng ta không muốn cho người ta nhìn thấy đi. Và ba là chúng ta bọc cái tài liệu này vào trong một cái layer này vào một layer khác. Bằng ba cách này chúng ta có thể giấu được cái phần mà chúng ta không mong muốn. Tôi sẽ làm demo lần lượt từng cái kỹ thuật đó cho các bạn nhìn. Thứ nhất là dán một cái vùng điểm ảnh vào trong một cái vùng chọn. Bây giờ tôi làm như sau. Chúng ta sẽ chọn như thế này. Đây, ví dụ Ctrl A, tôi chọn hết cái này. Đó, Ctrl C, copy. Vậy là tôi copy, tôi lấy được cái layer chứa có bầu. Đó, đến đây tôi lại bật cái thằng này lên. Và tôi sẽ xử lý như sau. Bằng cách nào đó tôi sẽ tạo ra cái vùng chọn. Đó. Sau đó đảo ngược lại, Ctrl Shift Y. Thì lúc này tôi sẽ chọn được cái vùng trời. Bây giờ nếu như tôi dán vào thì sao? Edit Paste. Nhưng bình thường mà chúng ta paste ấy, thì nó sẽ dán nguyên vẹn cái này vào đây. Đúng không? Không có gì khác cả, đúng không? Bây giờ tôi sử dụng cách khác, đó là tôi sử dụng lệnh Edit Paste Special. Trong Paste Special này nó sẽ cho chúng ta một số lệnh: Paste in place, Paste into, Paste outside. Thì tôi sẽ chọn Paste into, tức là dán vào bên trong cái vùng chọn hiện có. Bằng cách dán vào như thế này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chui vào bên trong và nó nằm ở trong cái phạm vi của cái vùng chọn thôi. Ngoài phạm vi vùng chọn là chúng ta sẽ không nhìn thấy. Và như thế này thì tôi có thể thoải mái, tôi di dịch nó đến bất cứ chỗ nào tôi muốn. Còn nếu muốn như là cái chân cầu vồng này mà nó lại có cái độ mờ nhòe, đúng không? Thì tôi làm khác đi một tí như sau. Tải cái vùng chọn, đúng không? Sau đó thì chúng ta chọn Select, chúng ta Modify Feather. Tôi gắn cho nó một cái tham số Feather nó lớn một tí, đúng không? Sau đó thì tôi mới dán vào Paste Special, Paste Into. Thì lúc này thì chúng ta sẽ thấy là cái chân cầu vồng nó mờ. Và đương nhiên thì kiểu như thế này thì chúng ta phải có một cái vùng chọn mà chúng ta xử lý cho nó tốt một tí. Tức là thay vì là sử dụng cái trên xong cho lẫn ra thì chúng ta phải xử lý cái dưới đã, đúng không? Feather từ cái dưới thì chúng ta mới lập, chúng ta mới tạo ra cái vùng chọn để chúng ta dán vào thì nó sẽ mờ nhòe. Đây, bây giờ xem lại, chọn này, đảo ngược này, Ctrl Shift Y này, bây giờ tôi dán này, select này, feather lớn thêm nữa đi, 50 đi, 60 đi. Đấy, sau đó thì tôi mới Ctrl Shift Y đảo ngược. Và bây giờ tôi sẽ dán vào Edit Paste Special, Paste Into. Thì không cần có Ctrl Shift nữa rồi. Thì mình chọn cụm khác. Tức là nếu thế thì chúng ta sẽ phải mở lớn một tí. Mở lớn vùng chọn ra đã, đúng không? Đây, làm lại. Mở lớn đụng các ra hoặc là thu nhỏ cái này lại. Đấy. Thầy con Ctrl Shift Y. Đây. Chúng ta vào select, đúng không? Trong select này thì chúng ta sẽ có modify. Trong này các bạn sẽ có một số các lệnh. Feather là làm nhòe, đúng không? Contract là chúng ta sẽ thu hẹp nó lại. Expand là mở rộng ra. Đấy. Invert nhé. Đây, expand. Select, Modify, Expand, mở rộng ra bao nhiêu đây thì tùy. Ví dụ tôi muốn cho nó rộng ra được khoảng 30 đi. Đấy. Thì mở rộng ra, sau đó thì bắt đầu làm nhòe tiếp. Modify, Feather cũng cho 30 đi.
sau đó mới đảo ngược lại xem nào. Ctrl Shift E. Và bây giờ tôi mới dán nó vào Edit Best Special Best Into. Thì lúc này bắt đầu cái chân của nó sẽ bị mờ nhòe đi, đúng không? Thế và nhìn ở đây thì các bạn nhìn thấy, thông qua cái ví dụ này thì các bạn nhìn thấy rõ ràng là chúng ta đang được che chắn bởi một cái mặt nạ ở đây. Một mặt nạ này nó sẽ có hai màu đen và trắng. Đây, một mặt nạ nó đính kèm vào, nó gồm có hai màu đen và trắng. Tương ứng với chỗ nào màu trắng thì chúng ta sẽ nhìn rõ, tương ứng chỗ nào màu đen bị giấu, chỗ nào mà ghi xám xám giữa đen và trắng thì nó mờ nhòe đi một phần. Nếu mà tôi hủy bỏ cái này đi hoặc là tạm thời vô hiệu hóa, đây giữ Shift và click vào đây, tạm thời vô hiệu hóa cái mặt nạ đi, thì chúng ta thấy rằng điểm ảnh của chúng ta thực ra là vẫn đầy đủ hết, không có gì bị mất đi cả. Đó, đây là cái kỹ thuật che giấu một phần không xóa. Đó. Và bằng cách là dán một cái vùng điểm ảnh vào trong cái vào trong một cái vùng chọn. Đấy, tùy vào cái vùng chọn của chúng ta là nó sắc bén hay là nó có feather, mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần bị che nó mờ nhòe đi hay là nó vẫn sắc. Đấy, cái phần biên ấy. Thì đây là một kỹ thuật nhé. Bây giờ chúng ta lại xem tiếp tới kỹ thuật thứ hai. Bây giờ tôi lại bỏ hết tất cả những cái này đi. Ở đây thì nó có một cái đặc điểm rất là đặc biệt là cái màn che này, cái thứ mà che chắn này của chúng ta nó sẽ đứng im. Và tôi có thể là làm sao đây ạ? Tôi có thể chọn vào cái ảnh mà tôi vừa dán vào, tôi dịch nó đi bất cứ đâu. Đấy. Địa hình thì nguyên, còn cái đối tượng của tôi có thể chạy theo. Và nó luôn luôn được che chắn ở cái vị trí mà đã được yêu cầu. Đây là một kỹ thuật. Bây giờ chúng ta xem kỹ thuật thứ hai nhé. Kỹ thuật thứ hai là dán một cái gì đó vào trong cái vùng mà tức là bọc chứ, bọc một layer vào một layer khác. Các bạn ăn kẹo thì các bạn biết rồi, viên kẹo thì bé, cái giấy kẹo thì to, đúng không? Xòe ra thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy là cái diện tích của cái tờ giấy kẹo nó lớn hơn rất nhiều so với viên kẹo. Nhưng khi mà chúng ta bọc chặt nó lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta chỉ nhìn thấy cái giấy kẹo thông qua cái hình dáng và diện tích của viên kẹo thôi. Đấy. Thì cái thao tác mà group layer này nó cũng tương tự như thế. Chúng ta sẽ lấy một layer phía trên, bọc chặt nó vào một cái layer bên phía dưới. Và thông thường khi mà chúng ta dùng cái này có nghĩa là cái layer bên dưới nó bé hơn. Thế bây giờ tôi sẽ lấy một cái vùng chọn tương tự như vừa nãy. Đây các bạn quan sát. Chọn này. Mở lớn ra một tí này, tại vì tôi vẫn luôn luôn có nhu cầu là gì đấy ạ, làm cho chân cầu vồng nó bị nhòe, đúng không? Expand này, mở rộng ra này. Đó. Sau đó thì làm gì nữa? Đảo ngược tiếp này. Feather tiếp đi, cho nó nhòe mở một tí. Sau đó Ctrl Shift E, đảo ngược lại, tức là lấy phần trên vùng trời. Bây giờ tôi sẽ Ctrl G, tôi nhân bản cái vùng trời này lên. Đây các bạn nhìn kỹ nha, thì tôi sẽ có một cái vùng layer như thế này. Bây giờ tôi lại Ctrl V, dán cái cầu vồng vào đây. Lúc này thì tôi lại dán cả cái cầu vồng nguyên. Và cầu vồng nguyên này nó nằm ở vị trí nào nhỉ? Nằm trên cái layer, cái trời nhân bản này. Bây giờ bằng cách vào layer, vào lệnh Grid Clipping Mask, phím tắt là Alt Ctrl G. Hoặc các bạn có thể làm một cái thao tác đơn giản hơn, trực quan hơn là các bạn nhấn phím A và các bạn đặt vào vị trí ranh giới giữa hai layer. Khi kích vào một cái hoặc là các bạn nhấn lệnh kia thì cái layer này nó sẽ bọc vào trong cái layer nằm ngay bên sát nó. Và do cái layer bên sát nó thì nó chỉ có cái diện tích là giống vùng trời thôi, cho nên chỉ cái phần nào mà nằm trong vùng trời thì mới nhìn thấy, còn nằm ngoài diện tích đó sẽ bị làm sao đây ạ? Sẽ bị giấu đi. Cũng giống như là các bạn nhìn thế này, đúng không? Đây là một diện, đúng không? Đây là một diện nữa. Nếu cái giấy kẹo mà to như thế này, bây giờ tôi bọc vào đây thì tôi sẽ không nhìn thấy cái phần kia nữa, đúng không? Đấy. Tháo dỡ được không? Tháo dỡ được. Đây. Làm cái gì ở đâu thì tháo ở đấy.
layer, đúng không? Bây giờ sẽ thành release clipping mask, hoặc các bạn làm ngược lại là nhấn an và click vào cái thì đây ranh giới giữa hai khu này, nó sẽ tháo ra và chúng ta lại thấy đầy đủ, đúng không? Cái cầu vồng bây giờ đang đóng vai trò như cái giấy kẹo, đúng không? Cái phần trời này đóng vai trò như là viên kẹo. Bây giờ khi bọc vào thì sẽ không nhìn thấy cái diện này nữa, và khi chúng ta ghép chung vào với cái ảnh này thì chúng ta sẽ thấy rằng là giống như là nó không có cái phần chân kia. Cái cách này cũng là một cách được dùng trong cái quá trình mà chúng ta muốn giấu một cái gì đó đi. Nó cũng có cái tính linh hoạt, bởi vì không có cái gì bị mất đi cả. Khi tôi không thích ở vị trí này, tôi lại kéo nó sang vị trí khác, và các bạn thấy nó vẫn luôn luôn có khả năng là dịch chuyển vị trí. Rất khác với việc chúng ta cắt thật, đúng không? Cắt thật là toi, tại vì là nó chỉ tương ứng với một vị trí thôi. Còn dịch vị trí khác là thôi là không khớp được. Nhưng mà với cái này thì chúng ta làm thoải mái, dịch đâu cũng được. Đấy là cách thứ hai nhé, là bọc một layer và một layer khác. Bây giờ tôi không xài cách đó nữa, mà bây giờ tôi tháo nó ra. Bây giờ chúng ta cùng nhau lại xem một cái ví dụ khác. Cách này là cách thứ ba, đó là cách add layer mask. Biểu tượng từ trái sang là biểu tượng thứ ba ở đáy hộp layer. Các bạn có thể có các quy trình làm hơi khác nhau một tí. Một là các bạn tạo ra một vùng chọn, sau đó rồi các bạn mới ấn vào cái nút lệnh này. Hai là các bạn có thể ấn vào nút lệnh này rồi sau đó các bạn xử lý màu ở trên cái mặt nạ. Đây, nếu như tôi tạo ra vùng chọn, sau đó tôi nhấn vào cái nút lệnh này, đây, mặt nạ thì nó đi theo mặt nạ, nó đi theo layer đó. Đây, tôi bật ngoài thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ tạo ra một mặt nạ đứng kèm ở trên cái layer đó, và chúng ta sẽ thấy là gì đấy, nó che giấu cái chân của vòng đi đó. Thế nhưng cái này thì nó có khác không? Cái này nó có khác với lại cái chân. Cái này là mặt nạ đi cùng đối tượng. Cái lệnh mà face into ấy thì cái mặt nạ nằm yên tại chỗ, đúng không? Còn cái đối tượng chúng ta có thể di dịch thoải mái. Còn trong trường hợp này thì nó khác ở cái đoạn là gì đây? Mặt nạ bị khóa cùng với lại đối tượng, cho nên là khi mà tôi di dịch có thể nó sẽ nhìn đôi lúc nó rất là vô duyên, tại vì là nó không khớp được vào với cái vị trí kia, tại vì mặt nạ nó chạy theo đối tượng mà. Thế nhưng mà chỉ cần tháo cái này ra thì hai thằng giống nhau. Tháo cái khóa giữa này ra là hai thằng giống nhau. Đây, đây, bây giờ con đốn Z. Tháo cái này ra thì các bạn lại vô tư, các bạn thích dịch cái này đến đâu thì được dịch. Nó lại giống như là face into. Bây giờ xóa cái thằng này đi. Đó, chọn kéo tạo và đốn Z đây. Thì nó sẽ tự động nó xử lý là gì đây ạ? Cắt chân thật, trong trường hợp này là cắt chân thật nhé. Đấy, còn nếu mà không thì các bạn sẽ lại phải chuột phải vào đây, các bạn chọn cái lệnh delete layer mask thì nó lại hiển thị đầy đủ cái này. Thế bây giờ dùng cách khác nhé, là tôi tạo mặt nạ trước thì mặt nạ màu trắng, mà màu trắng thì chả có gì bị che cả, và bây giờ tôi phải xử lý thủ công, tức là tôi dùng bút và tô những cái màu đen hoặc là trắng hoặc là xám vào khu vực mà tôi cần. Đây, bây giờ tôi chọn màu đen, đúng không? Tô này. Tốt nhất là nên dùng bút to và có cái độ mềm biên để tôi có thể che giấu được lần dần lên cái chân của vòng. Đó. Thế còn chỗ này mà tôi muốn điều tiết, trông vẫn rõ quá, đúng không? Tôi có thể lấy một cái màu, ví dụ như là màu hơi ghi một tí, hơi có chất đen một tí, tô lên này thì nó sẽ che mờ bớt đi. Càng nhiều đen thì càng che nhiều,
Đấy. Với cách như thế này thì chúng ta có thể là che giấu hoặc cho hiển thị bất cứ cái gì ta muốn. Và khi mà tôi vô hiệu hóa cái này đi, disable tức là tạm thời vô hiệu hóa, thì các bạn lại thấy là nó hiển thị ra đầy đủ. Đây là một kỹ thuật nôm na mọi người vẫn gọi là kỹ thuật cao cấp ở trong Photoshop đó, để ẩn giấu, che giấu một cái phần hình ảnh ở đó mà chúng ta không muốn người khác nhìn thấy. Đấy. Thì đây là những kỹ thuật rất là mạnh, nó giúp cho chúng ta có thể là vẫn giữ nguyên được những cái đối tượng gốc, hình ảnh gốc, pixel gốc, nhưng mà giấu đi khi mà chúng ta cần. Và nếu như trường hợp tôi đổi ý về mặt bố cục, về mặt diện tích, về mặt vị trí các thứ, là tôi hoàn toàn có thể di dịch nó, tôi điều chỉnh cái mặt nạ làm sao che giấu đối tượng cho nó phù hợp hơn trong những cái trường hợp cụ thể khi mà chúng ta cần có sự thay đổi trong cái ý tưởng. Đấy, thì các bạn có thể linh hoạt giải quyết ba cái phương án này tùy từng trường hợp, mỗi cái nó đều có điểm mạnh điểm yếu riêng của nó. Bây giờ chúng ta làm việc, chúng ta làm quen với lại thao tác này. Đấy, và nhớ là cái gì, riêng cái thằng này là linh hoạt nhé, riêng cái thằng này là linh hoạt. Bạn có thể tạo vùng chọn trước rồi bạn nhấn vào cái này thì nó tạo ra cái mặt nạ mà đã có tô đen trắng hoặc xám theo cái hình đó luôn, theo vùng chọn luôn. Còn nếu không thì có thể là không cần vùng chọn gì cả, cứ tạo mặt nạ trước rồi lúc đấy chúng ta sẽ tô vào bằng bút hoặc bằng các công cụ tô chuyển, miễn là màu cho nó tô vào là đen trắng hoặc xám thì là chúng ta có thể che hiện hoặc là che giấu một phần. Thế trong thực tế thì chúng ta có thể làm những cái gì, ví dụ như là ở trong một cái bức ảnh nào đó, ví dụ như là mặt nước nhé, đây nó thử xem, ví dụ mặt nước như này, tôi có một cái cầu vồng, ví dụ này, khi mà tôi che cái này lên và làm lại, select modify, ví dụ expand, bây giờ tôi cho 10 thôi đó, sau đó lại modify feather cho 10 nữa, đảo ngược control shift e và tạo ra gì đây, mặt nạ. Vậy thì nó sẽ nằm ở đây, nhưng ở dưới mặt nước thì nó phải làm sao nhỉ, nó lại phải có bóng đúng không? Thì tôi có thể giải quyết luôn như này, nếu thế thì dùng hai thằng, dùng hai thằng như thế này đi. Bây giờ nhân bản hai thằng nhá, Ctrl G tiếp này, vậy là tôi có hai cái cầu vồng chồng nhau đúng không? Một thằng sẽ tạo mặt nạ ở đây, ví dụ từ tô này, và bây giờ tô bằng đen và trắng đúng không? Tô thẳng lên, tạm thời tắt một cái đi nhá để nhìn thấy này. Ví dụ cho cái bóng đúng không, cho bóng lộn ngược thì nó sẽ thế này. Thế còn cái thằng xuôi thì lúc ấy chúng ta lại tạo ra gì đây, mặt nạ này, và lúc ấy thì chúng ta lại tô theo kiểu chiều ngược lại đó. À, từ từ đang làm thế nào đây, thế này. Thank you.
trên, đang dưới, đang lên. Đó, đây. Đó, thì chúng ta đã che được cái chân đi, đúng không? Với các cách như thế này thì các bạn có thể làm với những cái bóng đổ. Ví dụ như trong thực tế nhé, chúng ta tìm thử một cái hình ảnh gì đó nhé. Ví dụ như là ví dụ chúng ta lấy một cái ảnh như thế này nhé. Sao chép đây. File new. Còn cuốn về làm vào. Đây. Bây giờ tôi có cái tài liệu như thế này. Đó. Muốn mà làm cái bóng cho nó thì bây giờ tôi sẽ phải lật, đúng không? Đây, mở rộng này, ví dụ như là mở xuống phía dưới này, cho thành ra là 10 inch nữa đi ở phía dưới. Đây là thêm nữa nhỉ. Canvas size. Bây giờ đây phải thêm 10 xuống dưới. Đó. Nhưng mà cách tốt nhất thì trước tiên là đúng rồi, được. Đây, image canvas size, đánh dấu relative cho 10 inch, đánh dấu lên trên này mở xuống dưới. Ok, bây giờ tôi lại làm sao đây? Ctrl G này, nhân bản thằng này lên này, lật ngược lại này, bằng transform này, flip vertical này. Đó, sau đó thì tôi sẽ làm sao? Đưa thằng này làm sao cho nó nằm ở cái vị trí mà chúng ta thấy thích, đúng không? Cho nó vừa, đúng không? Giống như cái sự lột ngược này. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ xử lý này. Ví dụ như là tôi cho thằng này lên cao đoạn này. Hoặc là một trong hai thằng phải cắt được cái dài ở chân này đi. Ví dụ thế. Sau đó làm gì? Che mờ nó. Bằng cách là thằng dưới này sẽ được tạo gì đây? Mặt nạ. Sau đó thì tô bằng màu đen trắng. Đó. Chúng ta sẽ có một cái bóng mờ, bóng ngược như thế này. Các bạn muốn cho nó mờ đến đâu, hiện đến đâu thì các bạn có thể rất là linh hoạt trong việc là tô dài, tô ngắn, tô đậm, tô nhạt ở đây để tạo ra cái bóng đổ ngược chiều. Đấy, cái cách thức mà người ta làm như thế. Có thể là chụp ảnh thật, có bóng thật. Nhưng đấy là lại là những cái cửa hàng lớn, những cái công ty lớn mà họ quảng cáo sản phẩm, họ có thể là thuê hẳn đội ngũ chụp hình chuyên nghiệp, đúng không?
với hệ thống máy chụp, rồi thì đèn chiếu, rồi thì các cái buồng xử lý những cái che chắn ánh sáng rất là chuyên nghiệp để họ tạo ra được cái ánh sáng cũng như cái bóng độ rất là đẹp cho sản phẩm. Nhưng ở một cửa hàng con lại vẫn muốn là tạo ra những cái thiết kế, những cái quảng cáo, các thông tin riêng của mình ấy, họ không thể thuê như thế được. Nhưng mà với một cái ảnh sản phẩm tương đối tốt, một chút kỹ năng Photoshop biết cách, thì họ có thể tự tạo ra những sản phẩm trông cũng giống như là những cái chụp chuyên nghiệp đấy, miễn là cái nguồn ảnh gốc đầu tiên nó tốt và hợp lý, thì là áp dụng thêm một chút các kỹ thuật gọi là nhân bản xoay lật, rồi thì che chắn bằng các kỹ thuật màn nạ như thế này, thì hoàn toàn là chúng ta có thể tạo ra những cái bóng đổ theo kiểu soi gương như thế này, cũng trông cũng không khác gì như là ảnh chụp gốc cả, nếu các bạn biết cách. Thế thì đây là một kỹ năng được sử dụng vô cùng nhiều ở trong cái việc cắt ghép xử lý ở trong Photoshop. Thế thì bây giờ các bạn có thể tự mình bắt đầu làm quen dần với lại những cái này. Tôi sẽ đưa cho các bạn một loạt các cái bài tập có dính dáng, bắt đầu dính dáng tới kỹ năng và che chắn như thế này, thì các bạn có thể là sẽ thực hành thực làm thực là đây.